sở hữu một trường hấp dẫn vô cùng hung hãn, một nguồn năng lượng gần như vô tận. Hố đen chính là minh chứng cụ thể nhất cho sự hủy diệt của vũ trụ. Mặc dù đã có hàng triệu bài báo khoa học được xuất bản với nhiều thứ tiếng khác nhau, thế nhưng đối với nhân loại, hố đen vẫn là vật thể bí ẩn nhất trong vũ trụ. Không một thứ gì có thể sống sót khi chạm trán với nó. Hố đen sẽ chiến thắng và nó luôn luôn chiến thắng. Cho đến hiện tại, hố đen vẫn là một trong những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất về khoa học vũ trụ. Con người chưa bao giờ có thể đánh giá hết về sức mạnh của một hố đen. Phần lớn những gì chúng ta biết và nói về nó chỉ như lời đồn về một huyền thoại. Trong video này, Thư viện Thiên Văn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về những hố đen khổng lồ vĩ đại, những kẻ hủy diệt mang trong mình trái tim của bóng tối. Nhờ vào nỗ lực của nhiều thế hệ các nhà khoa học trên thế giới, chúng ta đã biết hố đen được ra đời như thế nào. Mỗi khi có một hố đen được sinh ra, thì cũng đồng nghĩa với việc đã có một ngôi sao khổng lồ vừa biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ. Trong dải ngân hà của chúng ta, đang tồn tại ít nhất 100 triệu hố đen khối lượng sao trở lên. Đối với những ngôi sao còn đang phát sáng, cứ 1.000 ngôi sao thì sẽ có một ngôi sao đủ khối lượng để suy sụp thành hố đen. Trong vũ trụ khả kiến, với những thống kê chưa đầy đủ, ước tính có khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Vì vậy, nếu ai đó hỏi vũ trụ có bao nhiêu hố đen, thì nó cũng giống như câu hỏi sa mạc có bao nhiêu hạt cát. Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thống kê được con số đó, bởi vì nó nhiều tới mức khiến cho sự thống kê trở nên vô nghĩa. Khối lượng của một hố đen sẽ dao động từ vài trăm ngàn tấn đến nặng ngang một thiên hà nhỏ, tương ứng với bốn loại là hố đen siêu nhỏ, hố đen khối lượng sao, hố đen khối lượng trung gian và hố đen siêu khối lượng. Các hố đen siêu nhỏ còn được gọi là hố đen nguyên thủy. Đây thực chất là một giả thuyết chưa được kiểm chứng. Nó có kích thước bằng một nguyên tử hoặc nhỏ hơn, nặng từ vài trăm ngàn đến vài tỷ tấn. Thời gian tồn tại thì chỉ được tính bằng giây. Cho đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hố đen siêu nhỏ nào trong vũ trụ. Tuy nhiên, nó được cho là giữ vai trò quan trọng liên quan đến các hiệu ứng lượng tử xảy ra trong giai đoạn chuyển pha sau vụ nổ lớn. Nếu một hố đen nguyên thủy bay xuyên qua trái đất, nó sẽ gây ra chấn động tương đương với trận động đất mạnh 4 độ Richter. Phân loại tiếp theo là những hố đen khối lượng sao, có thể nặng từ 3 lần đến vài trăm lần khối lượng mặt trời. Chúng được hình thành từ sự suy sụp của những ngôi sao khổng lồ thông qua sự kiện siêu tân tinh. Về mặt logic vật lý, đây là loại hố đen mà chúng ta hiểu biết rõ nhất, đồng thời cũng là loại hố đen phổ biến nhất trong vũ trụ. Lớn hơn các hố đen sao là hố đen trung gian. Khối lượng dao động trên dưới 1.000 lần mặt trời, tối đa dưới 1 triệu khối lượng mặt trời. Theo lý thuyết thì không một ngôi sao nào trong vũ trụ đủ nặng để hình thành một hố đen lớn như vậy. Thực tế chúng ta cũng chưa bắt gặp hố đen nào loại này trong quan sát, nhưng vẫn có một số ứng viên triển vọng đang được theo dõi, nằm ở trung tâm một số cụm sao lớn hoặc những thiên hà nhỏ đơn lẻ. Phân loại cuối cùng chính là hố đen siêu lớn. Chúng có thể nặng hàng triệu đến hàng tỷ khối lượng mặt trời. Tuy nhiên, chẳng có giới hạn cuối cùng nào có thể ngăn cản những gã lập dị này phát triển lớn hơn và lớn hơn nữa. Cho đến hiện tại, TON-618 vẫn đứng đầu danh sách hố đen lớn nhất vũ trụ từng được con người phát hiện. Nó nặng tương đương 66 tỷ khối lượng mặt trời. Nhưng có một lưu ý rằng, danh sách này vẫn chưa hoàn thiện. Những khám phá mới gần đây cho thấy, một số hố đen còn nặng hơn thế, có thể vượt qua 100 tỷ khối lượng mặt trời. Chúng lớn đến mức các nhà khoa học không thể hiểu nổi tại sao chúng có thể tồn tại. Hầu hết các hố đen siêu khối lượng đều trở thành nhân các thiên hà ngày nay. Ngay cả dải ngân hà của chúng ta cũng không ngoại lệ. Điều đó chứng tỏ, số lượng hố đen siêu lớn trong vũ trụ ít nhất cũng trên 2.000 tỷ, tương đương với số lượng thiên hà trong vũ trụ khả kiến. Tuy nhiên, có một điều mà khoa học chưa thể giải thích nổi. Những hố đen siêu khối lượng đã hình thành như thế nào và làm sao chúng có thể phát triển lớn đến vậy? Từ những quan sát của kính viễn vọng, một số hố đen siêu lớn được cho là đã hình thành rất sớm, từ khi vũ trụ mới 800 triệu năm tuổi. Hơn nữa, thời gian để những ngôi sao đầu tiên hình thành là 380 triệu năm sau vụ nổ lớn. Quãng thời gian này dường như quá ngắn để các hố đen phát triển lên kích thước khổng lồ như vậy. Theo những thống kê khoa học,
một ngôi sao thông thường sẽ chỉ có thể nặng gấp vài trăm lần khối lượng mặt trời. Khi sụp đổ thành siêu tân tinh, ngôi sao giải phóng từ 70 đến 75% khối lượng vào không gian, tàn dư còn lại của nó chỉ chiếm 30% khối lượng ban đầu. Như vậy có thể khẳng định, việc hố đen siêu lớn được hình thành từ những ngôi sao thông thường là hoàn toàn không khả thi. Ngay cả khi giai đoạn đầu của vũ trụ, các ngôi sao có thể lớn hơn nhiều so với ngôi sao ngày nay. Trừ trường hợp, giả thuyết về ngôi sao tối trở thành sự thật. Một ngôi sao tối sẽ mang trong mình tương tác của các hạt vật chất tối. Những tương tác này tạo ra nhiều năng lượng hơn so với vật chất thông thường. Từ đó, có thể duy trì một lực hấp dẫn mạnh, giúp cho ngôi sao phát triển lớn đến không tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, trong vũ trụ ngày nay chúng ta chẳng thể nào tìm thấy một ngôi sao lớn như vậy. Do đó, khái niệm về ngôi sao tối vẫn chỉ là giả thuyết. Như vậy, một ngôi sao thông thường không thể nào đủ lớn để hình thành nên các hố đen siêu khối lượng. Chúng ta cần một cơ chế khác hoặc những sự kiện mạnh mẽ hơn nữa. Hầu hết các hố đen siêu lớn được quan sát ngày nay đều là những chuẩn tinh siêu sáng. Đĩa bồi tụ vật chất của nó rất lớn và rất sáng. Liệu chúng có hút tất cả những vật chất đó để tăng khối lượng hay không? Rõ ràng việc hố đen nạp vật chất để tăng khối lượng là điều không phải bàn cãi. Nhưng chúng nạp nhanh đến đâu lại là một vấn đề mà khoa học cần giải quyết. Một quan niệm rất sai lầm của hầu hết chúng ta là nghĩ hố đen giống như một chiếc máy hút bụi. Sự thật thì hố đen càng lớn, chúng tích tụ vật chất càng chậm. Cơ chế của nó giống như việc các ngôi sao siêu sáng mất đi khối lượng. Đây được gọi là giới hạn Eddington. Giới hạn Eddington là sự cân bằng áp suất bức xạ bên ngoài và khối lượng bên trong. Nếu một ngôi sao vượt qua giới hạn này, độ sáng của nó sẽ cao đến mức thổi bay đi một phần khối lượng của ngôi sao đó. Đĩa bồi tụ của hố đen cũng có cơ chế như vậy. Vật chất càng tiến gần đến hố đen, chúng di chuyển càng nhanh, ma sát càng mạnh hơn. Khi ma sát tăng lên, nó phân tán một phần moment động lượng ra phía ngoài. Điều này càng đẩy vật chất vào sâu hơn. Khi bán kính dần thu hẹp, thế năng được giải phóng sẽ nung nóng vật chất đến nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Một hố đen siêu lớn có thể chuyển đổi 10% khối lượng đĩa bồi tụ trở thành năng lượng, trong khi quá trình chuyển đổi này chỉ đạt từ 0,5 đến 0,7% đối với các phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi sao. Nói cách khác, hố đen càng lớn, áp suất bức xạ của nó càng mạnh. Khi lực hấp dẫn càng kéo vật chất vào gần, thì áp suất bức xạ lại càng đẩy nó ra xa. Quá trình này tạo nên hiện tượng hung hãn và cực đoan bậc nhất vũ trụ mà chúng ta gọi là chuẩn tinh. Hố đen lớn không có nghĩa là nó sẽ thu thập vật chất nhiều hơn và nhanh hơn các hố đen nhỏ. Điều này càng chứng minh rằng việc bồi tụ vật chất từ các đám mây bụi không phải là nguyên nhân chính hình thành nên các hố đen siêu khối lượng trong buổi đầu bình minh của vũ trụ. Hơn nữa, các hố đen chỉ có thời gian vài trăm triệu năm để phát triển lên kích cỡ siêu trường siêu trọng. Nó cần một quá trình nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, ví dụ như việc sát nhập giữa các hố đen chẳng hạn. Cho đến hiện tại, chúng ta đã thu được sóng hấp dẫn của khoảng 40 vụ sát nhập giữa các hố đen. Đó đều là những vụ hợp nhất của các hố đen khối lượng sao. Ước tính, sẽ cần khoảng 100 triệu vụ hợp nhất như vậy mới có thể tạo ra một hố đen siêu lớn. Và với 2.000 tỷ hố đen siêu lớn trong vũ trụ, chúng ta sẽ cần đến 100 triệu nhân 2.000 tỷ vụ sát nhập như vậy. Khi hai hố đen tương đối lớn va chạm, chúng sẽ giải phóng một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp, tương đương với năng lượng của toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ cộng lại. Nếu một sự kiện tàn khốc như vậy xảy ra, chắc chắn nó sẽ làm rung chuyển cả vũ trụ thời kỳ sơ khai. Không ai có thể tưởng tượng nổi vũ trụ sẽ bầm dập như thế nào nếu chứa chấp hàng ngàn tỷ vụ nổ như vậy ngay sau khi nói Good Morning bằng vụ nổ Big Bang chưa lâu. Suy đi tính lại, thì mọi khả năng đều không khả quan cho lắm. Đến cuối cùng, các hố đen chỉ có thể hút vật chất tối để lớn lên, hoặc là bằng một cách nào đó, với những điều kiện nào đó, mà nó đã gộp tất cả những cách thức trên để tạo nên những hố đen siêu hạn. Sự tồn tại của các hố đen siêu khối lượng trong vũ trụ là điều không thể nào phủ nhận. Tuy nhiên, làm sao để các hố đen đó hình thành và lớn lên thì chúng ta vẫn không thực sự chắc chắn. Vũ trụ trong thời kỳ hỗn mang đã xảy ra điều gì? Làm sao để những con quái vật của vũ trụ trở nên siêu lớn trong một thời gian ngắn? Đối với chúng ta, hố đen vẫn luôn là một huyền thoại, và nó sẽ mãi mãi là huyền thoại. Mọi nỗ lực của khoa học nhằm giải thích về nó cũng chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua tay áo của những gã khổng lồ ngạo nghễ, những kẻ hủy diệt mang trong mình trái tim của bóng tối.